ta nên nhớ pháp môn tịnh độ không phải là pháp môn chờ chết bãi sủi nha. Không phải tạo nghiệp tùm lum mà chết, A-di-đà ơi tiếp dẫn con, mà nếu không tiếp dẫn A-di-đà không linh. Con bệnh quá, Quan Âm ơi, Quan Âm làm cho con hết bệnh, nếu không hết bệnh là Quan Âm không linh. Quan Âm nào mà linh? Linh bất linh tại ngã. Trong đó có nói rằng ai mà nhất niệm á, mà phát nguyện cầu ta thì mới linh được. Con đã tạp niệm mà cầu làm sao linh được? Tôi ba hồi niệm Phật, ba hồi nhớ con, ba hồi niệm Phật, ba hồi nhớ tiền bạc, mà làm sao Quan Âm, làm sao Di Đà nào mà cứu cho nổi, bắt cả hai tay. Bây giờ quý vị cũng vậy đó, tôi thấy tôi niệm A Di Đà, rồi niệm Kinh Đại Bi, rồi niệm Quan Âm, niệm tùm lum. Mà cái quan trọng của mình là nhất niệm, thành ra nguyện 18, 19, 20 rất là hay, quý vị không để ý. Ba cái nguyện đó quý vị phải thuộc lòng. Cái nguyện 18 đó là quan trọng nhất, là tu tịnh độ, đặt rồng niệm Phật, không có niệm cái gì khác hết. Mà được nhất niệm trước khi chết nha, nghĩa là hít vô thở ra từ một câu ai nhớ cầu, nhớ Ai Đà từ một câu tới 10 câu, một câu thôi. Mà câu đó phải là hít vô rồi không thở ra nữa, tức là cận tử nghiệp. Nhớ tới Phật mà phát nguyện Phật A Di Đà tiếp dẫn con, nhất niệm là sanh về cõi trời. Mà bây giờ tôi không muốn về cõi trời, tôi muốn về cõi Phật. Mà nếu mà tôi tạp niệm tôi về địa ngục ngạ quỷ, A Di Đà ơi tiếp dẫn con, không có Di Đà nào tiếp dẫn hết. Anh tùm lum hết trơn mà anh biểu tôi dẫn anh về, về chỗ đó anh làm sao ở được? Anh còn cà phê, còn thuốc lá, còn vợ, còn con, còn tiền, còn bạc, còn về đó anh đòi cà phê, thuốc lá rồi làm sao cực lạc có vụ đó? Anh dứt hết là cõi trời, không có chiếm hữu bên ngoài nữa. Sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ không có, mà chỉ có tập trung vào con niệm Phật để hưởng lấy cái hỷ lạc. Tôi giảng hoài thì cái này là giảng sanh đấy. Cái này bất cứ 100 người A Di Đà tiếp dẫn 100 người. Còn nhớ vợ con, còn tiền bạc, còn ghiền cà phê, ghiền thuốc lá, một trà, một rượu, một đàn bà nữa thì không bao giờ có vấn đề. A Di Đà tiếp dẫn, mà lỗi đâu phải ở mình, ở đâu phải ở A Di Đà. Đó là nguyện thứ 18. Chúng ta thấy không tịnh độ độc đáo á, 48 lời nguyện, có 3 nguyện quý vị phải thuộc lòng, 18, 19, 20. Cái này cái giảng của tôi à, mỗi người mới giảng khác. Tôi giảng là tôi phải chịu trách nhiệm, vì tôi nắm cái gốc của nó là nhất niệm và phát nguyện thì giảng sanh. Rồi nguyện thứ 19 đó là bất cứ tu pháp môn gì, tứ niệm xứ, thiền tông, rồi minh sát tuệ, rồi tu tiên, rồi tu ngoại đạo, thôi miên, xuất hồn, được hết, miễn nhất niệm thôi. Nhớ là nhất niệm nha, mà nhất niệm trước khi chết là cận tử nghiệp, mà phát nguyện vẫn vãng sanh. Thì dĩ nhiên cái này khó hơn pháp môn tịnh độ. Tịnh độ là sao? Tôi niệm Phật A Di Đà là tôi có phát nguyện trong đó rồi. Bây giờ phát nguyện thêm thì cái nguyện rất là vững vàng. Còn tôi tu thiền tông tu này kia là không có phát nguyện, mà nếu quên không phát nguyện không vãng sanh thì không bằng cái nguyện 18. Thành ra chư tổ đều khuyên là nên tu tịnh độ tốt hơn. Khi tôi niệm A Di Đà là tôi phát nguyện A Di Đà tiếp dẫn tôi, bây giờ tôi phát nguyện thêm thì cái nguyện càng chứng chắc hơn. Còn tôi tu thiền tông tịnh độ, tu thôi miên này kia, tôi tập trung tu tiên này kia thì nhất niệm, mà quên phát nguyện là không vãng sanh. Cái thói quen khi tôi chết tôi hít vô thở ra, tôi nhất niệm rồi sanh về cõi trời, sanh về cõi tiên, chỉ cần một cái kêu A Di Đà nữa thôi. Mà nhiều khi mình không làm hằng ngày mình quên. Thành ra cái nguyện 19 nó không thù thắng mà 18. Còn nguyện 20 là ngon lành nhất mà lợi tệ nhất, là không tu tịnh độ, không niệm Phật, không tu thiền, không tu minh sát, không xuất hồn, không gì hết. Giống như mấy bà mấy cô đi quỷ lão, đi bố thí, đi cúng dường, làm tất cả các phước báo. Mà nhất niệm á, làm phước báo mà còn cầu mong cho gia đình tôi cúng ra, một đồng tôi được 1 triệu đồng thì cái đó không có được. Rồi nghĩ tới chúng sanh tập trung vào đó, tôi được nhất niệm thì phát nguyện vẫn vãng sanh. Thì cái này có ạ. Tu phước báo không có công thiện thì cái định lực rất là yếu.
mấy bà đi tịnh độ chặt thuốc này kia, bà đi quỷ lạo nghe nói cho tới Phật tử khoái của nó đó, dễ có tiền thì thấy vô đó, rồi đi thì cho quà người ta đó nào bánh mứt kẹo rồi gạo này kia đồ. Bà cứ thấy là bà niệm Phật nha, con niệm Phật nha, mà không biết tôi có niệm không, rồi đuổi người ta về cực lạc mình ở lại, mình kêu cái miệng không mà mình không có công phu. Là tôi nói tu mà chẳng công phu thì khác nào như thể người tù ở ám. Quý vị là người tù ở ám, vô nghe pháp về không có thực hành, phải có thời khóa biểu, có giờ giấc. Con bận lắm sư ơi, bận không lẽ một ngày không có 15 phút để mà niệm nữa sao? Không sáng thì trưa, không trưa thì chiều, không chiều thì tối, không có giờ nào hết. Tối ngày ngủ không, vậy thì thôi, nửa thì giảng sinh và coi ổn. Thành ra Phật tử phải hiểu cho nó rõ đạo Phật. Đừng có sợ chết. Bây giờ cũng đang chết từng sát na đấy. Rồi qua cái chu kỳ 5 năm, 10 năm mới thấy được cái chu kỳ. Nó già rồi mà có cái chu kỳ là con có nhiều sát na trong đó. Xong cái dòng nước nó đang chảy gì đó thì cái lượng sống nó nằm dính ngay dòng nước. Mà dòng nước đâu có tướng. Thì có tướng ta kêu là sống. Nhưng mà trong cái lượng sống đâu có cái dòng nước làm cái nền tảng đó. Nó nương cái dòng nước để tạo ra cái lượng sống. Thì lượng sống là có dòng nước trong đó, mà dòng nước thì không có tướng. Mà khi có tướng con trâu, con chó, con bò, người ta, con heo thì đó kêu là sống. Cái này quý vị phải ngồi suy nghĩ chứ, bởi biểu tối làm sao làm được. Tôi là quán xét nhiều lắm. Thành ra đối với giống chết thì tôi nhẹ thôi. Tôi muốn làm sao tôi bị tu trên cái dòng nước đó, đừng có tu trên lượng sống nữa. Mà dòng nước ở đâu? Nó ở ngay trong lượng sống. Thành ra khi quý vị chấp cái lượng sống là tôi thì cái dòng nước quý vị không thấy. Còn khi quý vị đừng dính mắc vào lượng sống nữa thì đó là dòng nước. Quý vị từ cái lượng sống quý vị tìm dòng nước không bao giờ có. Quý vị có thể đi tìm cái lượng sống khác thì được. Sống đi tìm sống. Chứ sống làm sao tìm dòng nước. Dòng nước là cái lối tu nó khác. Nó là cái lối tu sát na, lối tu nhận lại, nó không có pháp môn, không có đạo sư, không có thầy, không có từ từ, không có lấy đấy. Nhận được là nhận, mà nhận không được thì thôi. Thế nên cái đạo Phật nó khó. Mà nó ở đâu? Nó ngay trong tất cả. Ngay trong sắc thân này, nhưng mà sắc thân quý vị, sơ cơ quý vị nhận không được đâu. Nó ngay trong cảnh giác. À, cảm giác của địa ngục ngạ quỷ thì quý nhận cũng không được đâu. Cảm giác người trời với cảm giác sơ thiền nhị thiền. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật cõi đếm khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật, quý vị có thể nhận được mà phải có thiện trí thức ạ. Rồi đó là quý vị mê cái khỏi niệm Phật, cái hỷ lạc nó khởi lên, quý vị nó hỷ lạc là quý vị thì quý vị nhận được sống nữa.